Sáng nay đánh chết một con chuột. Phân tầm nửa cân. Em yên tưởng con mèo. Mới đầu tưởng con mèo. Phải mặc kệ. Nó đi chậm. Nó không hề đi nhanh luôn. Đi rất chậm, cực kỳ luôn. Con chuột đến đen này sao? Mình dịch rồi. Thả cho nó tí mồi rồi. Không biết dạo này nó dọn nhà rồi. Sơn Tháo. Dạ. Đã tháo con xong rồi. Cong không? Có. Thẳng. Xoăn hay thẳng? Xoăn rồi. Phải tưởng thẳng. Thôi chết rồi. Cảm ơn công đã.